Út Gồm xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn thêm một cái mẫu áo đồ bộ kiểu mới nữa nha các bạn. Đây, cái mẫu này là cái mẫu cổ vuông tim. Mình có làm cái phần hoa bên hông, ngang cái phần eo đó. Thì ở đây chất liệu là thun Atimỹ. Mình sẽ chia sẻ cách để mình cắt được cái mẫu áo này để các bạn có thể ứng dụng để may cho mình hoặc là người thân, cho khách đều được ha. Các bạn xem video nhớ ủng hộ mình một lượt đăng ký nè, một lượt thích hoặc là một lượt chia sẻ. Nếu có thể thì các bạn giúp mình xem hết quảng cáo nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Một cái mẫu áo màu nâu nâu pha lẫn với màu kem, màu đen. Rồi mình kết hợp mình phối cái màu nâu lên nè các bạn. Nhìn nó dễ thương lắm. Mình cắt những cái đường ngăn cưa. Ở đây mẫu này mẫu sắc nách nha. Mình chia sẻ mẫu sắc nách. Cái phần hoa bên cái phần eo nè. Rất là dễ thương luôn nha các bạn. Do cái mẫu áo này thì nó cũng tương đối là đơn giản, không có cắt gã nhiều. Thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp trên cái phần vải luôn. Đây là cái thân áo cơ bản nè, thân trước mình đã vẽ sẵn. Bây giờ mình sẽ phát triển mẫu từ cái thân áo cơ bản này luôn nha các bạn. Thì thân áo cơ bản thì cái phần cổ nó sẽ rất là nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ phát triển cho cổ nó rộng ra trước tiên ha. Cái mẫu mình giới thiệu nè là cái mẫu cổ vuông tim. Thì mình sẽ vẽ lại cái phần cổ vuông nha. Ở đây ngang cổ nè, mình sẽ lấy là 8,5. Size áo này là size M nha các bạn. Mình cắt cái phần cổ áo nó cũng tương đối vừa dặn thôi, nó không có rộng. Mình lấy ngang này là 8,5. Hạ sâu cổ mình lấy 12. Thường thì mình ít có cắt cổ rộng lắm. Trừ khi khách yêu cầu thì mình mới may ha, thì mình mới cắt cổ rộng. Tại vì cổ rộng nhiều khi mình ngồi nó bị thòng xuống, nó không có lịch sự. Thì cũng một số bạn người ta thích sự kín đáo, người ta không có chịu cái phần cổ rộng quá. Thì mình chỉ hướng dẫn cơ bản thôi. Bây giờ ngang cổ nè, ngang cái phần cổ dưới này mình sẽ lấy là 6 sen. Ở trên đây mình lấy vô 8,5, dưới này mình lấy 6 nè. Mình gạch xuống như vậy. Mình sẽ lấy thêm cái phần tim là 3 sen. Mình làm dấu ngang ở đây, 3 sen nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng thước kỹ thuật để mình đánh. Mình đặt cho nó đi qua cái điểm này. Cái điểm hạ xuống 3 sen và cái điểm hạ sâu cổ 12 sen. Mình sẽ đặt cái phần thước của mình. Nó có hình thức như vậy nè. Rồi mình vẽ qua. Vẽ cho cái phần cổ của mình nó tim qua như vậy ha. Mình sẽ vẽ đậm để dễ nhìn nè. Đó. Nó có cái đường qua như vậy. Mình quay gần để các bạn nhìn rõ ha. Rồi, mình sẽ đánh cho cái phần cổ áo của mình nó có cái độ ẩn ở đây. Thì cái phần thước kỹ thuật thì nó có cái đường cong sẵn, mình đặt vô như vậy. Cho nó cong nhẹ. Đừng cong nhiều quá nha, nó ẩn cái phần cổ quá nó cũng không đẹp. Đây, cái độ cong qua khoảng 0,7 cm, nó cong ra như vậy. À, nó có hình thức như vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Mình cắt cái phần cổ này ra trước tiên. Cắt ngang qua luôn. Đó. Mình sẽ cắt theo cái đường mình đánh ẩn ra nè. Cái đường bầu này luôn. Cái phần cổ này mình bỏ đi, mình không sử dụng nữa. Bây giờ mình sẽ phát triển trên cái phần đắp vai trước. Đắp vai này mình sẽ đặt lên trên giấy mình cắt nha. Mình chừa đường may. Mình đặt lên như vậy nè.
Rồi mình sẽ cắt mình chừa đường mai. Đây mình chừa đường mai 2 sen. Phần đắp dây của mình như vậy. Rồi, bây giờ là mình sẽ cắt gã cái phần này phía trong cái phần cổ nha. Mình cắt gã phía trong cái phần cổ để mình phối màu. Các bạn có thể mình thay đổi nè, cái phần màu mình để cái phía ngoài cái vai hoặc là phần trong cái cổ đều được ha. Mình sẽ sử dụng thêm cái phần giấy gập nữa. Mình đặt lên như vậy. Mình cắt theo cái đường cong của cổ áo của mình. Đó. Rồi mình cắt theo cái phần vai và cái phần này. Ở đây thì mình chừa lên 2 sen. Ở đây mình sẽ vẽ cho nó có cái độ cong. Thì các bạn có thể vẽ tùy thích ha. Cong hoặc là hình găng cưa đều được, nhưng ở đây mình sẽ vẽ cho nó có cái độ cong. Đó, nó có hình thức như vậy. Ở đây nè, đúng ra là mình sẽ sử dụng kéo mình cắt thẳng, nhưng thay vào đó để làm kiểu, mình không có cắt thẳng mà mình sẽ sử dụng kéo găng cưa để mình cắt theo cái đường này ha. Nó có hình thức như vậy. Mình sẽ cắt cái phần này là vải màu nè, cái phần đắp vai là vải của thân áo. Đó, mình đặt nó lên đây. Mình may mình lật nó ra, mình tạo kiểu ha. Sau khi mình đặt cái phần gập này nè, lên trên cái phần vải mình cắt, nó có hình thức như vậy. Mình sẽ mở nó ra. Đây, mình may mình lộn ra nha. Mình đặt cái phần vải màu này nè, màu nâu này ở phía dưới. Cái này mình đặt lên trên. Đó, mình làm như vậy nè. Mình may mình lộn ra rồi mình dặn theo cái đường găng cưa này ha. Xong cái phần đắp vai. Mình sẽ cắt cái phần cổ. Thì cái phần cổ áo này nè, mình cắt theo cái phần cổ và mình vẽ những cái đường găng cưa. Đường cong đó, rồi mình cắt kéo găng cưa theo. Đặt lên phần vải màu và mình cắt thôi ha, nó cũng đơn giản lắm. Mình xếp cái phần vải màu này, mình đặt cái phần cổ áo của mình lên đây. Mình cắt theo cái đường cong của cái phần cổ áo nè. Đây mình cắt theo cái phần nách của áo của mình. Rồi mình sẽ làm dấu cái đường giữa nè, để khi mình may á, nên cái phần thân này nè, hai cái điểm nè, ngay cái điểm tim nè, nó sẽ trùng với nhau thì nó mới ngay nha. Rồi ở đây mình sẽ vẽ, mình tạo kiểu. Mình vẽ cho nó có cái đường cong giống như trên cái phần đắp vai ha. Rồi mình sẽ cắt bằng kéo găng cưa luôn nè, để mình may mình lộn ra.
Mình sẽ mở cái phần thân áo ra. Mình đặt cái phần vải màu này nè, phía trong rồi mình may lộn ra nha. Đó, mình may lên đây, nó có hình thức như vậy. Rồi mình sẽ gắn cái phần đắp vai vô. Đắp vai mình chừa 2 sen thì mình đút xuống 2 sen trên cái phần cổ áo của mình. Đây mình chừa 2 sen mình đút xuống đây. Đây cái mẫu cổ của mình nó có hình thức như vậy nè các bạn. Đó, nó có hình thức như vậy ha. Thì mình mai mình sẽ dặn lên đây rồi mình trang trí những cái hạt chay đồ lên tạo kiểu, hoặc là hạt cơm đồ cho nó sáng cái phần cổ của mình. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái hoa ngang cái phần eo dưới cái phần thân áo nha. Thì mình sẽ xếp cái phần thân áo của mình lại như vậy. Mình xác định cái điểm ngang eo này. Đây, đây là cái điểm ngang eo của mình. Thì bây giờ mình sẽ lấy lên đây là 3 sen nha các bạn. Mình gạch lại cái điểm này. Cho nó cao lên 3 sen so với cái phần eo. Thì cái phần này mình có may chừa cái đường may 2 sen, mình không tính nha. Mình bỏ ra 2 sen bên đây, 2 sen để gấp sườn. Rồi mình bỏ từ đây vô đây là 5 sen. Đây, mình gạch ở đây 5 sen ha. Rồi, từ đây vô đây 5 sen, bỏ 2 sen để mình gấp sườn. Thì mình sẽ làm 3 cái cánh hoa có độ dài là 12 cm. 3 cánh, đây lên đây một cánh và đây lên đây một cánh. Và đây qua đây là một cánh. Có độ dài bằng nhau 12 cm nha. Bây giờ mình sẽ cắt trên cái phần vải màu. Mình sẽ xác định cái độ dài của cánh hoa là 12 cm nha. Mình trừ thêm, mình trừ ra đây nè. Nhớ là trừ cái đường may ra đó các bạn. Thì các bạn cộng thêm 0,5 hoặc 1 sen thì tùy theo các bạn may bẻ vô á. Thì cái độ rộng của cái chân hoa của mình là 7 sen. Rồi mình sẽ chia ra, làm dấu ngay giữa này. Mình lấy cái độ cong của cái phần thước kỹ thuật nè. Mình đánh. Dưới cái phần chân thì mình cắt thẳng. Còn cái phần cánh hoa thì mình sẽ cắt kéo găng cưa tạo kiểu. Rồi các bạn cắt hai cái giống như vậy nữa ha. Rồi sau khi mình cắt ba cái phần cánh hoa như vậy, đó nó có hình thức như vậy nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt cái phần thân ra để các bạn dễ hình dung. Trải cái phần thân này ra, mình trang trí lên luôn nè. Đây tạo kiểu như vậy. Cái mẫu này thì may rất là dễ ha, cắt thì nó cũng đơn giản. Tại vì mình gá phối hơi nhiều nên nó hơi mất thời gian chút. Mẫu này các bạn không có thích cắt kéo băng cưa mình may lật ra thì mình có thể mình viền vẫn được ha. Đây. Nếu mình không gấp màu thì mình sẽ viền theo phần cổ và phần ngang cổ và vòng qua cổ sau á. Đây. Mình sẽ đặt cái phần cánh hoa này lên đây nè. Cái cánh hoa nó nằm vậy thì mình sẽ nhum những cái chân hoa này lại với nhau cho nó đều lại. Mình sẽ xỏ chỉ mình kết gút nó lại. Đó, nó có hình thức như vậy. Cái phần hoa của mình nó nằm một bên như vậy nè các bạn. Rồi các bạn sẽ trang trí những cái hạt chay hoặc nút gì lên trên cái phần hông này nè. Còn cái phần này mình nhum lại là nó sẽ có cái hình bầu. Mình sẽ viền. Mình sẽ viền cái vòng tròn này nè, cái vòng bán nguyệt này nè ha. Viền
nó có hình thức giống như cái nửa mặt trăng vậy đó. Mình đặt lên đây, mình may dính lại, rồi mình kết chuỗi theo cái vòng này. Như vậy là xong ha. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách để cắt được cái mẫu áo này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn.